Chiều nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng đến thăm, động viên, tặng quà gia đình cán bộ công đoàn cơ sở là con thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Húng đã đến thăm năm gia đình cán bộ công đoàn cơ sở là con thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động Quận Cẩm lệ, Công đoàn Y tế và Liên đoàn Lao động Quận Liên Chiểu. Tại nhà của các cán bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Húng, Nguyễn Chí Minh đã ân cần thăm hỏi tình hình công việc, đời sống của cán bộ và gia đình, tri ân những hy sinh bắt mát to lớn của gia đình thương binh, liệt sĩ để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và độc lập tự do của tổ quốc ngày hôm nay và kiên nhận những nỗ lực công hiến trong công việc của cán bộ công đoàn trong thời gian qua. Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Húng chúc các cán bộ và gia đình mạnh khỏe, bình an, vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, hỗ trợ công đoàn thành phố Húng triển khai tốt các nhiệm vụ. Được biết, dịp 27 tháng 7, Liên đoàn Lao động thành phố Hướng bố trí 3 đoàn thăm 21 gia đình thương binh đờ sĩ trên địa bàn thành phố.